Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình đang ở một cái công viên, nó cũng thực ra cũng đi rồi, nhưng mà mình tới công viên này. Ở công viên này nó có rất là nhiều hoa đó, nhưng mà hôm nay mình không có quay phim và chụp hình những cái hoa mà người ta trồng, chẳng hạn như hoa hồng, hoa leon, một số hoa lạ đây, thì hoa cẩm tú lại đấy. Nhưng mà hôm nay mình chỉ chụp hoa dại thôi, hoa dại rất là đẹp. Hoa dại đây đó là tức là người ta không có trồng, mà nó cũng không có xuất phát nguồn gốc là những hoa người ta có giống người ta trồng trước đây và nó mọc, không phải, mà hoàn toàn là hoa dại. Mình sẽ quay cho mọi người thấy một vài cái hoa dại như này, những hàng này mới thấy mọi người thấy ở cái phía trước mình đây nè. Đấy, phía trước mình đây, đây là rất là nhiều là hoa dại, mà hoa màu giống hoa cúc. Này, đó, giống như hoa cúc. Mình đó, mọi người thấy không? Mình sẽ chụp những cái hoa dại để cho mọi người xem. Coi này, hoa dại nó rất là đẹp nha. Đấy, hoa dại như hoa cúc vậy đó, nó vàng hết à. Sao mà mọi người nhá, hôm nay bây giờ là hôm nay chủ nhật á, ở tại công viên này rất là nắng. Mình hôm nay là chủ đề của mình là chụp hoa dại nè, nên là mình đi vào chụp hoa dại cho mọi người xem. Và hôm nay người ta ra công viên rất là đông, rồi nha, ra công viên rất là đông. Người ta giống như người ta chạy chân màn á, người ta nằm, người ta làm barbecue đó, rất là đông. Mình sẽ đi cho mọi người xem coi. Rất là đông. Mình đậu xe rất là xa, do này để đi không có chỗ nào, đậu xe. Mình đậu bậy bạ cái tuổi đi săn lùng đậu bạc thiên sai nó phạt. Ê, rất là rộng. Ở chỗ này là đậu free, hết chỗ rồi. Cái này là cái trong cái khu vườn hồng của công viên, rất nhiều là cái vòi hoa hồng chứ. Nhưng mà hôm nay lần này mà đi mình không có chụp hoa hồng đâu. Hoa hồng mình đã chụp clip trước rồi. Này người ta ra công viên. Xin chào mọi người ha. Mọi người chắc sau khi một tour đây là chắc là mình phải về thôi. Mọi người cứ xem những cái hoa mà hoa dại mình chụp cái đẹp hơn ha. Hôm nay là ngày chủ nhật, rất là nắng. Đúng, hôm nay thật sự là nắng mùa hè rồi đấy. Rồi, bye mọi người ha.